đi. Cá sấu, chạy mau, bắn nó đi, bắn mau. Ngày trước lần này thì mình giàu to rồi. Đi tìm tư liệu đấy à? Em yêu, em nghe anh nói này, ai gặp phải việc anh ruột mất tích cũng không phải chuyện nhỏ. Em nói đi, đã lâu như vậy rồi, Trường Khôn, Mỹ Nghiên. Em mà còn như vậy thì anh sợ em sẽ bị rối loạn lo âu mất. Không phải anh của anh, thì đương nhiên anh không lo. Anh không có ý đó. Ý của anh là, lần này có phát hiện quan trọng. Anh nhìn đi, cái này giống gì nào? Có giống cá sấu không? Không thể nào. Có con cá sấu nào lớn như vậy sao? Em xem nó có phải là đá ngầm không? Sự thật đang bày ra trước mắt, có gì mà không thể chứ. Chắc chắn em phải làm rõ chuyện này. Em muốn đến đó tìm anh mình. Không phải em cho rằng thứ này đã ăn thịt anh của em đấy chứ. Anh đi tìm dân chuyên, dẫn đường cho chúng ta ngay đi. Em đừng có nghĩ gì làm đó ngay thế chứ. Chúng ta có thể bàn. Phải xuất phát trong vòng 3 ngày. Xin lỗi đã làm phiền. À thì, chúng tôi bị kẹt xe, giới thiệu một chút. Đây là chuyên gia sinh vật học và chuyên gia thám hiểm mà anh đã nói với em, anh Nguyên Khải. Chào anh, chào cô. Đây là trợ lý của tôi, Nhạc Lăng, chào anh, chào anh. Nguyên Khải, đầu tiên là tôi muốn biết mức độ chân thật của tấm hình này. Nếu nó đã bị chỉnh sửa, thì không cần phí thời gian nữa. Đây là hình được bộ phận thăm dò địa chất phát hiện ra, chắc chắn là thật. Cô ấy nói là quái vật khổng lồ gì đó, còn tôi thì nói đây là đá ngầm. Anh Trường Khôn, chắc chắn đây không phải là đá ngầm. Mọi người không thể phán đoán dựa trên quan điểm chủ quan như thế. Thế giới này rộng lớn thế này, cái gì mà chẳng có. Tôi không dám nói mình có phải là chuyên gia hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói bừa. Phải tiếp theo, phải làm sao? Bao giờ chúng ta xuất phát? Về thỏa thuận của chúng ta. Cái giá anh đưa ra chắc chắn không được. Chúng tôi đào đâu ra nhiều tiền như vậy? Được, vậy hai người suy nghĩ thêm đi. Anh có biết bàn chuyện không vậy hả? Nói vài câu này là một người chết nghẹn rồi. Anh ta dám nói quá mà, mở miệng ra là đòi con số như vậy. Chẳng phải là anh sợ chúng ta mất tiền quan sao? Chỉ cần tìm được anh của em thì cái gì em cũng đồng ý.
Em không quan tâm là bao nhiêu tiền. 3 ngày. Chúng ta phải xuất phát trong vòng 3 ngày. Còn nữa, đây là tư liệu về lần mất tích này của anh em. Đưa luôn cho người kia đi. Khu vực làm thủ tục bay quốc tế Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Osaka, Ibaraki, Incheon, Hồng Kông. Ba tháng trước, anh tôi đi thám hiểm một đảo hoang ở Đông Nam Á. Cuối cùng thì mất tích một cách lạ lùng. Tuy chính quyền địa phương đã tiến hành điều tra, nhưng đến nay vẫn không có bất cứ tin tức gì. Tôi nghĩ anh tôi chưa chết. Có lẽ anh ấy vẫn đang đợi cứu viện trên hòn đảo kia. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra đáp án từ tấm hình này. Vùng biển quốc tế. Nhạc Lăng. Đã yêu mà cách biển cách núi, biển hay núi cũng có thể dẹp bằng. Em yêu ơi, đừng lo lắng, có chuyện gì thì chồng cũng sẽ giải quyết cho em. Lần này thì hay rồi. Vừa có một đợt sóng đánh vào, làm hai thùng hàng rơi xuống biển. Điện thoại vệ tinh, súng bắn đạn tín hiệu, chẳng còn gì để kêu cứu nữa. Vậy thì phải làm sao đây? Mấy người có thể để người khác yên tâm một chút không hả? Còn có thể làm sao nữa? Hay là quay về đi? Không được. Mất có chút đồ thôi, có đến mức đó không? Nghe chưa hả? Bà chủ lên tiếng rồi, mọi thứ vẫn tiếp tục. Nhìn đi, có phải hòn đảo kia không? Đúng thế, có lẽ chính là hòn đảo đó. Tốt quá, nhanh lên, lên đảo thôi. Dọn dẹp đồ đạc. Quái vật khổng lồ tập kích, sống sót trên đảo hoang. Nào nào nào. Em cảm thấy anh của em đang ở trong khu rừng này. Được được được, lát nữa đi vào đó cùng em, được không nào? Chắc chắn anh ấy đang ở trong đó. Anh ơi, đi thôi. Em yêu, đợi anh với. Được rồi, đừng chơi nữa. Chuẩn bị cho thuyền chạy đi, 5 ngày nữa đến đón họ.
nơi này thật sự không có người. Chính quyền đã nhắc nhở là nơi này nằm trong khu vực không nên đến du lịch. Tiếc là anh của tôi cứ thích đến những nơi thế này để thám hiểm. Mọi người biết những điều này cả rồi. Mang đó kế hoạch của anh đi. Anh Nguyên, mang đó kế hoạch của anh xem nào. Chúng ta cắm trại ở đây, làm quen hoàn cảnh trên đảo. Sau đó sao vậy? Anh nghe thấy gì à? Có thấy rõ không? Thứ gì mà lớn quá vậy? Giờ lớn như vậy á, nói ai mà tin chứ? Cô Lý, sao ban nãy anh không bắn nó? Lỡ đâu anh tôi bị nó bắt đi thì sao? Cô, hai người được tôi thuê với một số tiền lớn đến để giải quyết vấn đề đấy. Nếu cứ trốn một chỗ chẳng hó hé gì như ban nãy, thì tiếp theo hai người còn có thể làm gì chứ? Có thể chuyên nghiệp một chút không hả? Bà chủ, chúng tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể mặc kệ sự tùy hứng và la lối của cô. Anh nói kiểu gì vậy hả? Số lại là la lối chứ. Dù chúng tôi bắt được rồi giết nó thì có thể làm được gì? Nó có thể nói anh của cô đang ở đâu chắc, hay có thể hiểu tâm trạng của cô như bọn tôi, sau đó tạo ra kỳ tích đưa cô đi tìm anh cô. Hiện tại chúng ta không biết gì về hòn đảo này. Tôi nghĩ trước mắt cũng như trong thời gian cần, vẫn nên chắc chắn một chút thì tốt hơn. Nếu cô cảm thấy chúng tôi không chuyên nghiệp thì bây giờ chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận. Không, anh Quý gì hả? Đã đến đây rồi mà giờ anh lại nói những lời như vậy à? Chạy mau. Chạy mau. Không sao chứ? Cào chết anh rồi. Người anh em, ơn lớn cảm tạ không hết lời. Lúc nào về tôi mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Đừng động dao, trên cơ thể nó có virus. Đi thôi. Cứu tôi với, tôi không muốn chết. Nhanh lên, tôi không muốn chết. Cứu tôi với. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh không sao chứ? Cái thứ gì vậy? Nó muốn ăn thịt tôi đó. Cỏ ăn thịt người không chết ngay được đâu. Sao anh ăn nói còn làm người khác cặn lời hơn cả tôi vậy? Cái gì mà không chết ngay được? Mau đứng dậy. Đi nhanh lên. Đi thôi. Đầu tiên là khởi đầu không thuận lợi, tiếp theo là gặp phải những thứ này. Có chắc là vẫn muốn đi vào trong không? Đã đến đây rồi, đâu thể đổ sông đổ bể cả chứ. Em quên là mới nãy anh suýt nữa phải làm phân bón rồi hả? Càng nguy hiểm thì càng cần đến với sự thật của vụ mất tích của anh trai em. Đây là manh mối của chúng ta đấy. Manh mối? Đây là manh mối hả? Còn dơ lớn như thế thì cũng thôi đi. Mấy cây cày cỏ này cũng thành tinh hết rồi, dám ăn thịt người rồi đấy. Đây là manh mối chắc. Em mặc kệ,
Chúng ta không thể rút lui. Anh cho em biết, bình thường em muốn làm thế nào cũng được. Bây giờ không phải là lúc để em làm bậy. Sao em lại làm bậy? Có nghe lời không hả? Được rồi, hai người cãi nhau đủ chưa? Loài thực vật đó có tên khoa học là cây bắt côn trùng. Do có nhu cầu khá cao về chất dinh dưỡng nên đã tiến hóa có khả năng bắt thức ăn. Tôi không rảnh để nghe anh giảng bài. Vào trọng điểm đi. Có ăn thịt người vốn là một truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại được đích thân trải nghiệm. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Loài thực vật đó và con dơi kia không chỉ có hình thể lớn hơn gấp nhiều lần mà còn rất có tính công kích. Nếu trên hòn đảo này vẫn còn hiện tượng tương tự thì rút lui là cách tốt nhất. Không được rút. Có thể sẽ có nguy hiểm. Không có nghĩa là chắc chắn có nguy hiểm. Tôi không tin. Chẳng lẽ thật sự lòi ra một con khủng long? Có thể sẽ không có khủng long, nhưng chẳng phải vẫn có cá sấu đấy sao? Ô kìa, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi à? Chẳng phải lúc đầu anh nói đó là đá ngầm sao? Nếu không điều tra rõ ràng chuyện này thì ai trong hai người cũng đừng hòng sống yên ổn. Còn nữa, 5 ngày nữa ông chủ thuyền sẽ đến đón chúng ta. Dù bây giờ muốn rút thì chúng ta cũng chẳng về được. Được. Còn anh thì nói sao đây? Cuối cùng thì có thể đi tiếp không? Chuyện này thì ai dám đảm bảo chứ? Tôi đã từng đến đây đâu. Nhưng những gì vợ anh nói cũng khá có lý đấy. Tôi thấy hai người là một cặp khá hợp trơ đấy chứ. Đừng lảm nhảm nữa, mau mau cắm trại đi. Còn đơ ra đó làm gì? Nhanh lên. Bên kia đi. Nghiên cứu thật à? Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một chút. Đừng quên trọng điểm của lần hành động này. Không cần cô nhắc. Về công hay về tư thì tôi cũng đều nhìn nhận rõ ràng. Có khi còn có thể tìm ra manh mối gì đó liên quan đến anh của cô từ chuyện này. Vậy hôm nay có sắp xếp thế nào? Lấy trung tâm là nơi cắm trại của chúng ta, tiến hành tìm kiếm. Vậy thì nhanh lên, tập trung thôi. Còn chưa dậy à? Mới sáng sớm, vội vàng gì chứ? Cho anh thêm 3 phút đấy. Cô nhìn đi. Chúng ta đang ở đây. Bên này là biển. Bên này là khu vực sâu trong rừng. Tôi đề nghị tiến vào từ vòng ngoài. Tôi không có ý kiến. Xuất phát thôi. Anh ơi. Anh. Bà cô ơi. Đừng hét lên nữa. Còn chưa chắc anh của em ở đây mà. Tôi đồng ý về chuyện này. Đúng không? Hai người một là chồng tôi, một là người được tôi bỏ một số tiền lớn để thuê. Chẳng thấy đồng tâm hiệp lực đâu cả. Suốt ngày chỉ ở đó mà bàn ra. Có phải là hơi quá đáng không? Tôi chỉ xét theo tình hình cụ thể. Anh thì lực bất tòng tâm. Ui cha, đau vai quá. Đừng nói mấy lời vô bổ nữa. Nếu còn không có thu hoạch gì thì mấy người đừng ai hồng đi. Anh ơi. Anh ơi.
đừng di chuyển. Chạy mau, chạy mau. Anh Minh, thuyền Thắng Khang, thuyền của ai vậy? Đừng nói là đến giật miếng ăn đấy nhé. Giấu nó đi. Dù là địch hay bạn, mà không có thuyền thì tên đó cũng chỉ có thể ở đây chờ chết. Tranh thủ tìm ra kho báu đi. Có động tĩnh gì thì Bùi Phong, Đường Minh. Là địch hay thù? Đã là thời đại nào rồi mà còn có người nguyên thủy vậy? Nói ai là người nguyên thủy đấy? Mấy người là ai? Đến đây làm gì? Đến tìm người. Tìm người? Tìm ai? Anh của cô ấy. Phải mấy người có thuyền không? Bao đưa tôi đi. Khoan đã, khoan đã. Cô thì lại làm gì hả? Số cuộc thì có đi được không? Được, được. Phải mấy người ở đây đợi tôi. Cô ta có lai lịch gì vậy? Không phải là bộ lạc ăn thịt người đấy chứ? Không thể nào. Sao lại không thể? Mới nãy đó. Đừng nói là lấy trứng chọi đá. Đấy là do họ không có kiến thức. Ôi mẹ ơi, đó đâu phải trứng chứ. Đó là một cục đá to đùng thì có. Chúng ta mau về thôi. Nhanh lên, đi báo cảnh sát đi. Có ai làm việc như mấy người không hả? Uổng công tôi bỏ nhiều tiền như vậy để thuê hai người. Bà chủ tôi nói này, đừng có cứ mở miệng ra là nói đến tiền. Tình hình bây giờ có liên quan đến tiền không? Nếu còn có chuyện ngoài ý muốn gì nữa thì đến lúc đó biết ăn nói thế nào. Vậy ai cho tôi một câu trả lời đây? Đến tận bây giờ vẫn chưa biết anh tôi còn sống hay đã chết. Ai cho tôi câu trả lời nào? Hãy nói đến là em lại cuốn cả lên. Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Nói thế nào? Còn có thể nói thế nào đây? Mấy người ai cũng ích kỷ. Mấy người thích đi thì cứ đi, tôi tự đi tìm. Không xin xỏ mấy người nữa. Đứng lại. Nhanh nhanh, nhanh lên. Anh cũng đừng cáu giận quá. Bình tĩnh lại đi. Cái bà này, nói kiểu gì cũng không được. Tôi nói cho bà nghe, quấy bà đi chậm một chút nữa thôi là tôi cho ăn cái tát rồi. Được, được, được. Anh Minh, bọn đến đây mà xem này. Cái gì vậy? Khủng long. Ăn nói vớ vẩn. Chỉ là một bộ xương thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Điều cần để ý là nhóm người kia. Nếu đi chơi thì chúng ta không cần để ý. Nếu là người có chung mục đích thì phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Đi thôi. Anh Minh, anh này, em lảm nhảm vài câu nhé. Anh nói có kho báu thì chắc chắn là em tin anh. Gần nửa năm nay
Chúng ta đã đặt chân lên khoảng chục hòn đảo hoang rồi. Anh nói rõ ràng đi, cuối cùng thì có hay không? Sao nào, sợ rồi hả? Cũng không đến nỗi sợ, chỉ là không yên tâm lắm. Cả lão tướng nữa, anh nói nó đi đâu đến đây, đến giờ vẫn chưa biết nó còn sống hay đã chết. Tôi có thể hiểu, kho báu thì chắc chắn là có, nhưng cụ thể nó nằm ở hòn đảo nào thì tôi không rõ. Rồi sẽ có ngày tìm ra thôi. Đi thôi. Anh ơi, anh ơi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cảm ơn anh, làm tôi sợ muốn chết. Ở đây thì đừng giở trò giận dỗi linh tinh, tốt nhất là đừng có chạy lung tung. Không cần lo lắng, càng vào những lúc thế này thì phụ nữ càng không đi xa, trò cỏn con thôi. Có vẻ anh cũng đầy kinh nghiệm nhỉ, như nhau cả thôi. Gần núi giữa núi, gần biển nhờ biển. Anh nói xem, chúng ta như bây giờ có thể coi là bữa tiệc lớn của biển trời không? Hai người lấy đâu ra vậy? Tự nhiên chọc vào nó làm gì? Là nó chọc vào cô ấy. Tôi cũng đâu thể thấy chết mà không cứu. Nào, đem nướng đi. Nhìn gì mà nhìn, là nó muốn ăn thịt tôi đó. Em mà còn làm bậy như vậy nữa thì anh thấy sớm muộn gì em cũng bị nuốt mất. Đồ của anh em mới nhặt được đấy. Sao em lại làm bậy chứ? Còn anh nữa, mau đưa ra kế hoạch chuyên nghiệp đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kế hoạch nào của tôi cũng rất chuyên nghiệp. Có điều những kế hoạch đó đều không dùng để đánh quái vật. Có ai ăn nói như anh à? Tôi đã bỏ tiền ra đấy. Vậy phải làm thế nào? Tôi vừa cứu mạng cô đấy, bao nhiêu tiền đây? Anh, bà chủ, thật ra tôi luôn muốn nói một điều. Đã vài tháng trôi qua, tỷ lệ sống sót của anh cô gần như bằng không. Còn về việc tại sao lại cùng cô đến đây thì chỉ là vì muốn giúp cô gỡ bỏ một điều mãi mãi canh cánh trong lòng thôi. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì anh cô gặp phải. Tôi cũng cảm nhận được sâu sắc tình cảm anh em của hai người. Nhưng chúng ta đều phải đối mặt với sự thật này. Còn nữa, lúc nãy nếu Nhạc Lăng không đến kịp thì e là cô đã bị cá sấu ăn thịt mất rồi.
Nếu còn gặp phải tình huống tương tự, thì ai có thể đảm bảo cô có thể an toàn rời khỏi đây? Tình cảnh nguy hiểm chúng ta đang gặp phải đã vượt quá dự đoán của chúng tôi. Vẫn nên giao cho chính quyền giải quyết thì hơn. Đúng đúng đúng, đúng đó. Em nói mà xem, mấy người chúng ta lẻ loi yếu đuối, vẫn nên trông chờ vào họ thôi. Nhưng những cuộc tìm kiếm trước đó của họ chẳng có kết quả gì. Nếu không thì tôi cũng chẳng tìm đến mấy người. Không thể nói vậy được. Trước đó đã có vài đội tìm kiếm ứng cứu đến tìm 3-4 ngày, thật sự là không tìm thấy. Ngoài chuyện này ra, trong báo cáo kết quả tìm kiếm đó không hề có bất cứ thông tin nào liên quan đến loài vật khổng lồ. Ý của anh là họ vốn không biết về sự xuất hiện của loài vật khổng lồ ở đây. Tôi cũng thấy khó hiểu lắm. Sao chúng ta lại cứ phải gặp chứ? Thế nên hiện tại chúng ta phải nhanh chóng nói rõ ràng với họ. Không thì mấy người chúng ta đều phải chôn xác ở đây. Từ ngày mai chúng ta không đi đâu cả, ở nguyên đợi cứu viện, đợi ông chủ tiền quay lại. Tôi không có ý kiến. Bao giờ đi được? Còn phải đợi 2-3 ngày nữa. Cô có từng nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng 1m8 để râu không? Người đẹp ơi, bộ đồ của cô có cá tính thật đấy. Nhưng tôi vẫn còn vài bộ đồ để thay. Cô có muốn thử không? Ở đâu? Trong lều. Đi, đi lấy với tôi. Chỗ này, nhanh lên. Nhanh lên. Có thật đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Gọi anh Minh đến xem đi. Lần này thì giàu to rồi. Đi thôi. Đây là kho báu hai ta tìm được. Tại sao phải cho người thứ ba biết? Ý cậu là... Hiểu là được rồi. Đây vốn là vật vô chủ, ai tìm được thì là của người đó. Vậy nếu anh Minh biết thì sao? Có xử lý chúng ta không? Dù đưa hết cho anh ta, thì anh có chắc là anh ta không xử lý chúng ta không? Đánh dấu nó lại, sau này chúng ta tách riêng đến ấy. Được, đi, đi, đi thôi. Xem cô đó vẫn chẳng có gì cả. Không thể nào. Có khi nào bị nẫn tay trên rồi không? Những nơi còn lại thì thêm 2-3 ngày nữa là có thể thăm dò xong. Nếu vẫn không tìm ra thì chỉ đành rút lui thôi. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai đi tìm người trước, xác nhận xem ngoài chúng ta ra thì nơi này còn ai. Tôi hỏi rõ rồi, cô gái đó tên là Trạch Hy, cùng đồng nghiệp đến đây làm kế hoạch gì đó. Cuối cùng thuyền va vải đá ngầm trôi dạt đến đây. Vậy đồng nghiệp của cô ấy đâu? Có bao nhiêu người? Họ đang làm kế hoạch gì? Chỉ có 2 người, người còn lại đã mất tích, chắc là đã chìm xuống đáy biển. Còn về chuyện là kế hoạch gì thì tôi cũng không rõ. Dạ, vừa người đấy chứ, cô nàng xinh đẹp. Cảm ơn. Người đẹp,
Nơi này có gì đáng để nghiên cứu sao? 2 năm trước, nghe nói trên hòn đảo này có loài vật khổng lồ, nên chúng tôi đến xem thử. Vậy, rốt cuộc thì có không? Có hay không chẳng phải mấy người đã thấy rồi sao? Sao con bọn người hôm nay vừa thấy cô là chạy ngay vậy? Cô biết điều khiển động vật. Nếu tôi có khả năng đó, thì tôi còn chết chế trên hòn đảo này làm người nguyên thủy sao? Con bọ ngựa đó nghĩ dây leo tôi cầm là dung bờm ngựa, nên mới sợ mà bỏ chạy. Đây là kiến thức, phải hiểu biết về tập tính của động vật. Dung bờm ngựa là gì vậy? Là thứ bọn ngựa sợ nhất. Dùng dây leo để giả làm dung bờm ngựa, sau đó khiến cho con bọ ngựa khổng lồ sợ hãi bỏ chạy. Chắc chắn cô đây không phải người bình thường. Có gì mà không phải là người bình thường chứ? Tôi khuyên mọi người tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi vừa giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng thì lại bị anh làm giật nảy mình. Có rượu không? Làm một ly đi. Rượu đâu ra? À đúng rồi, đến đây. Mới nãy tôi phát hiện ra một bí mật động trời. Bí mật gì? Hình thể của những loại động vật kia trở nên khổng lồ, đồng thời có tính công kích, là vì chúng đã biến dị bởi tế bào bị phân chia. Thật không vậy? Trong rừng rậm Amazon có một loài thực vật tên là khoa Borneo. Nó có thể thay đổi chu kỳ phân bào. Nếu chúng ta tìm ra khoa Borneo thì có thể tạo ra kỳ tích. Không hiểu. Nghĩa là... À mà, con cá sấu kia đâu? Cái con cậu giết đấy. Chắc là vẫn ở đó. Để lấy thêm một ít thịt cho tôi. Tôi muốn tiến hành phân tích thêm. Nửa đêm nửa hôm thế này. Đi mau đi mau đi mau. Em chưa ngủ à? Chắc chắn chưa? Đã có thể chắc chắn hoàn toàn. Con cá sấu này lớn cỡ nào? Chắc là lớn cỡ em. Nhìn từ tổ chức tế bào của nó thì thật ra nó mới 2 tháng tuổi. Có nghĩa là đúng ra nó chỉ lớn cỡ này mà thôi. Ý anh là nó là một con non? Đúng vậy. Nếu nó là một con cá sấu trưởng thành thì chưa chắc ai xử được đâu. Anh nói nghe ly kỳ quá đó. Không thể nói rõ ràng với cậu bằng 1-2 câu được. Nếu chúng ta thật sự có thể giải mã điều bí ẩn trong này, thì nó sẽ trở thành một phát hiện làm cả thế giới rung chuyển. Ngày mai phải tìm ra khoa Borneo. Chắc chắn lần này chúng ta không thể uổng công đến đây. Được. À, khoan đã. Đừng để họ phát hiện ra. Thank you.
Như anh nói thì có phải lấy thành phần gì đó của nó ra, rồi làm thành viên nhộng để uống gì đó, uống vào thì sẽ trường sinh bất lão không? Cậu có thể suy nghĩ như vậy. Thế thì chẳng phải chúng ta sẽ vào nước đố đổ phách à? Tầm nhìn hạn hẹp, ngoài tiền ra thì còn có thể ghi danh sử sách. Đúng đúng đúng. Có cả danh lẫn lợi, có hết. Nhìn rõ ràng chưa? Cái gì vậy? Dù sao cũng không phải là người. Nơi này có sói có gấu, chẳng có gì là lạ. Anh à, không phải đâu. Anh quên mất bộ xương kia rồi hả? Lớn như thế cơ mà. Em đang lo lắng đó. Cậu lo lắng cái quái gì? Trên hòn đảo này có lẽ chẳng còn ai khác ngoài chúng ta đâu. Không thì đã gặp từ lâu rồi. Còn nữa, cái thứ ban nãy kìa, đừng để mạng lại đây. Vậy thì tranh thủ lục soát những nơi còn lại đi. Hai ngày nữa rút lui. Nhanh nhẹn lên, đi thôi. Ánh nắng mùa xuân đẹp biết bao. Ta là người giàu có. Quay vlog cái nào. Có thấy loài thực vật tôi đang cầm không? Tôi sẽ dùng nó để tạo nên kỳ tích. Đúng thế, chính là những loài hoa cỏ này đây. Chúng sẽ tiết lộ một lĩnh vực chúng ta chưa biết đến. Biết kệ các bạn không tin mà. Kỳ tích luôn được sinh ra trong những tiếng cười nhạo. Tôi sẽ khiến các bạn phải ngậm miệng hết. Đi tìm người mà cần dùng những thứ này. Tôi thật sự là người được họ thuê. Chỉ là tình cờ phát hiện ra vài thứ kỳ lạ nên tiện thể nghiên cứu thôi. Tôi thấy anh tìm người là ít, phần lớn là tìm đồ đấy nhỉ. Nếu anh đã biết nơi này có thứ không tầm thường thì chúng ta cứ nói thẳng đi. Hai năm nay tôi cũng đã thu thập được vài thứ đáng giá. Dù là bắt tay hợp tác hay là trao đổi đồng giá thì hai ta đều có lợi. Anh nói xem, phải không? Tôi đang có không nhiều thứ lắm. E là đến khi ấy sẽ chiếm lợi của cô. Chỉ cần hoàn thành chuyện này thì ai chiếm chút lợi của ai cũng không quan trọng. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Ái chà, ái chà, ái chà. Hai người thế này là quý gì? Nhạc Lăng đâu? Chẳng phải bị anh cử đi đâu rồi à? Trễ thế này rồi, quẩy nên về rồi mới phải. Thằng nhóc này yêu nghề như thế từ lúc nào vậy? Anh nói xem, suốt ngày anh rút trong lều. Anh thật sự muốn khám phá bí mật của tự nhiên à? Tôi thì lại nghĩ rằng có thể mong chờ chứ không thể tiếp cận. Vậy anh làm chút gì đó tiếp cận được đi. Anh mau tìm xem Nhạc Lăng đi đâu rồi. Trời tối thế này rồi còn gì. Được, chúng ta mau đi thôi. Người của anh thì anh
Muốn đi thì anh tự đi đi. Anh nói vậy là không được đâu đấy. Uổng công cô ấy cứu mạng vợ anh. Được rồi, đi thôi. Dù có tìm được hay không thì nửa tiếng nữa cũng phải tập hợp ở đây. Cô ở đây trông chừng. Đi. Đi. Nhạc Lăng. Nhạc Lăng. Nhạc Lăng. Em yêu này, có thứ gì đó đang phản quang kìa. Em nhìn đi, hình như là một cái điện thoại. Điện thoại. Qua đó xem thử nào. Điện thoại đi. Sao lại là hai người? Tôi còn tưởng là quái vật đấy. Bọn tôi không phải. Nơi này có thật đấy. Ở đâu? Đi mau, đi mau. Làm gì vậy? Anh tự xem đi. Nhạc Lăng, vẫn chưa hiểu à? Sao có thể như vậy? Tôi muốn hỏi anh mới phải. Anh nói nơi này chắc chắn an toàn, vài cây số quanh đây không có dấu vết hoạt động của động vật cỡ lớn. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cạnh nơi chúng ta cắm trại, người của anh đã bị quái vật ăn thịt đấy. Về mặt tương đối thì đây là nơi an toàn nhất. Những loài động vật đó có lãnh địa riêng, chúng sẽ không đi lung tung. Tôi không có thời gian để nghe nói về học thuật. Sự thật đang rành rành trước mặt kia kìa. Anh ấy nói không sai, nơi này thật sự là an toàn hơn một chút. Cô đã ở đây lâu như vậy, rốt cuộc thì cô hiểu biết bao nhiêu? Còn quái vật đó từ đâu ra? Sao tôi biết được? Suốt ngày lo giữ mạng cô không kịp, làm gì có tâm trạng để ý mấy chuyện đó. Còn nữa, rốt cuộc thì những loài thực vật Nhạc Lăng nói có bí mật gì? Có phải là những thứ anh đang nghiên cứu đây không? Cậu ta nói muốn tạo ra một kỳ tích. Rốt cuộc thì đó là gì? Không có gì. Còn giấu giếm nữa à? Tôi cho anh biết chuyện này, có người chết rồi kia kìa. Còn chưa tìm thấy anh tôi, bây giờ lại mất đi một người. Đến lúc đó anh định ăn nói thế nào? Nếu anh không nói thì bọn tôi không gánh họa thay anh đâu. Được rồi. Sau khi phân chia 56 lần, tế bào con người sẽ chết vì tự sinh ra độc tố. Về cơ bản thì có thể xác định đây là nguyên nhân khiến con người già và chết đi. Lý luận này được gọi là giới hạn Hayflick. Có một loài thực vật tên là hoa Borneo có chứa thành phần đặc biệt, có thể tăng số lần phân bào, sau đó là đột phá giới hạn Hayflick. Điều này nghĩa là gì? Con người có thể có được sinh mạng vô hạn. Loại thực vật này có chứa thành phần đặc biệt, có lẽ đó chính là hoa Borneo. Đây sẽ trở thành phát hiện vĩ đại nhất lịch sử loài người đấy. Mà rất có khả năng nó sẽ thay đổi sinh mạng và sức khỏe của loài người trong tương lai. Có điều tôi vẫn chưa thể làm rõ một điểm quan trọng. Đưa đây. Chạy mau. Bò đến đây, nhanh, nhanh, nhanh lên. Tuyệt đối không được cử động. Trời đang tối mịt, chúng ta không thể chạy nhanh hơn nó. May mà vẫn có lửa, có lẽ nó sẽ không.
Làm gì vậy? Đi thôi, đi mau. Sao rồi? Sao rồi? Anh không sao chứ? Không chết được. Tạm thời vẫn ổn. Chúng ta có thể thoát được lần này. Thật sự là may phước đấy. Đi mau. Ổn không đấy? Từ từ thôi. Đi. Thứ anh nghiên cứu là thực vật. Vừa khéo sở trường của tôi là động vật. Sau khi quay về, chúng ta nói chuyện thêm nhé. Về rồi tôi phải đóng cửa tập trung nghiên cứu. Hơn nữa tôi còn cả đống thứ phải sắp xếp đây. Sao vậy? Mấy người đi trước đi. Làm gì vậy? Anh đi đâu đấy? Sổ ghi chép của tôi rơi mất rồi. Có đáng không? Anh không sợ gặp lại con quái vật kia à? Quỷ sổ đó rất quan trọng với tôi. Mạng quan trọng hơn. Đi mau. Thuyền đâu rồi? Thuyền của chúng ta đâu? Thuyền mà cũng mất được. Mấy người dưỡng giả ở đây à? Tìm đi. Tìm mau. Trời không tuyệt đường sống, xe đến núi ắt có đường. Toàn là mấy lời vớ vẩn. Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe mới là chân lý. Cầu nguyện đi. Mong rằng ông chủ thuyền còn nhớ đến chúng ta. Không thì chỉ có thể ngồi đây chờ chết. Không được. Không thể cứ ngồi đây thế này. Quay lại trước đã. Đi. Đi. Là lão tử. Trên cánh tay có hình xăm không sai được. Chúng ta cứ tưởng cậu ta đã bỏ chạy. Không ngờ lại bỏ mạng ở đây. Thật sự có người nẫn tay trên. Lại còn là kẻ độc ác. Đã tìm khắp bốn phía. Không có kho báu. Nhưng tôi phát hiện ra một nơi cắm trại. Nơi cắm trại ở ngay bên kia kìa. Đi thôi. Đến cuối cùng vẫn là quay về công cốc. Ôi thôi, giữ được mạng là tốt lắm rồi. Anh thì thu hoạch được nhiều rồi. Cái gì mà anh làm ấy, cái giới hạn Flick gì gì kia kìa. Nếu làm được thật thì người giàu nhất thế giới cũng chẳng giàu bằng anh. Còn chưa đâu vào đâu cơ mà. Chỉ biết được một bí mật như vậy mà thôi. Vậy còn mấy con quái vật kia có liên quan đến chuyện này không? Vấn đề lớn nhất nằm ở đó đấy. Tôi phát hiện ra rằng sau khi đột phá số chu kỳ phân bào sẽ sản sinh một cách vô hạn. Kết quả cuối cùng là sinh mệnh vô hạn hoặc là biến dị cực đại. Đến hiện tại vẫn chưa làm rõ thế nào để có thể khống chế tuần hoàn lành tính. Ví dụ như ephedrine, có thể dùng nó để tạo ra ma túy, cũng có thể tạo ra thuốc dùng để cứu mạng. Có lẽ đây chính là điểm bí mật của Harbonio, cũng là bí mật của tự nhiên. Anh cũng đừng phí công suy nghĩ nữa. Bí mật của tự nhiên này, bị thứ được gọi là loài động vật cao cấp như chúng ta tìm hiểu lung tung. Kết quả thì sao? Tài nguyên khô cạn, hiện tượng nóng lên toàn cầu, sông băng tan chảy. Nếu anh còn làm thêm cái gì mà sinh mạng vô tận thì đến cuối cùng loài người sẽ càng thảm hơn thôi. Còn sống hay chết rồi vậy? Nhìn mấy cái lều này
thì vẫn còn vài thứ đấy. Người trong liều này bỏ đi vội vã, chắc chắn là bị thứ này đánh lén nên bỏ của và lấy người. Có khi nào là người nẫn tay trên không? Rất có thể. Hai cậu qua bên kia xem thử đi. Được, đi thôi. Ngày 6 tháng 8, hôm nay phát hiện ra hiện tượng biến dị. Trong tế bào của cỏ ăn thịt người, tôi cho rằng đây không chỉ là một hiện tượng đơn lẻ. Có lẽ hiện tượng dị thường của quái vật có liên quan đến điều này. Ngày 7 tháng 8, 22 giờ 15 phút 32 giây, thật sự là một phát hiện quan trọng. Thành phần thực vật tương tự khoa Borneo đã dẫn đến sự biến dị của quần thể sinh vật không xác định và mang tính khu vực. Ngày 8 tháng 8, hôm nay là ngày đầu tiên sáng tạo kỳ tích, vì tôi đã tìm ra loại thực vật tương tự khoa Borneo đã thành công lấy được thành phần có thể phá vỡ giới hạn Hayflick. Tôi có lòng tin rằng có thể thay đổi chu kỳ sinh mệnh của loài người bằng thứ này, khiến những người muốn trường sinh bất lão có thể thực hiện giấc mơ. Bọn họ không đến để nẫn tay trên, mà đến để nghiên cứu. Chúng đâu? Bị thứ kia ăn thịt rồi à? Chạy mất rồi, mà chắc chắn không chạy xa được. Chúng ta mau đuổi theo đi. Đuổi theo chúng làm gì? Chúng đang có báu vật, kho báu. Không phải kho báu, nhưng cũng gần giống vậy. Đuổi theo mau. Anh Minh, phía trước có ánh sáng. Lên. Ai đó? Mấy người là ai? Cứ tôi giới, mấy người muốn làm gì? Cứ tôi giới. La lối ôm sòm có được gì không? Có gì thì nói đàng hoàng. Đúng đúng đúng. Anh gì ơi, có gì thì nói đàng hoàng. Có thể thả vợ tôi ra trước không? Chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi đến để du lịch. Nói đi, rốt cuộc thì mấy người đến làm gì? Anh gì ơi, chúng tôi thật sự đến để du lịch, tiện thể tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ. Nơi cắm trại bên kia là của mấy người nhỉ? Phải. Con rắn mối khổng lồ kia cũng bị mấy người xử lý. Mấy ông anh được đấy. May mắn thôi. Chỉ nhờ may mắn. Vậy thứ này cũng là của mấy người? Đúng đúng. Phải phải. Là của tôi. Của tôi. Cảm ơn nhé. Ông anh. Ông anh, ông anh, số cuộc thì anh muốn làm gì? Bọn tôi không có tiền, cũng chẳng quen biết các anh. Không biết đã làm gì đắc tội các anh rồi. Trong này viết gì? Không có gì. Giới hạn hay flip gì đó. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Bọn tôi là nhân viên nghiên cứu khoa học, mấy người đừng có làm bậy. Trên hòn đảo này thì tôi làm bậy đã sao nào? Ông anh ơi, chẳng phải chúng ta mới nói rồi đấy sao? Có gì thì từ từ nói. Thứ mấy người muốn tìm là cái này. Đúng, đúng. Chúng tôi đến tìm nó. Tất cả là của anh ấy. Anh ấy nói thành phần trong đó có thể khiến con người trường sinh bất lão. Chúng tôi chẳng biết gì khác đâu. Ông anh ơi, anh muốn thì lấy nó là được rồi. Là vậy sao? Vậy mấy thứ này còn tư liệu gì khác không? Tôi khuyên mấy người đừng có ý gì với nó. Chuyện gì cũng có hai mặt. Nó cũng thế. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Phải phức tạp đến mức nào điều khiển được thì là thuốc tiên, không thì là mầm bệnh cực độ.
Với tôi thì chẳng có gì khác nhau. Trói chúng lại. Đến đây. Đến đây. Quỳ xuống. Anh Minh, phải làm sao với mấy người đó đây? Chúng cũng đâu có cùng mục đích với chúng ta. Thứ chúng ta tìm là vàng thật bạc thật, nhưng thứ người ta tìm được là tiền. Chỉ thứ này thôi, giá trị của nó hơn xa kho báu chúng ta muốn tìm. Đáng giá đến thế sao? Dù cho thứ nó tạo ra là thuốc tiên hay mầm bệnh cực độ, thì giá trị của nó với chúng ta cũng như nhau cả. Vậy thì đưa chúng về. Nếu phối hợp thì đưa về, không thì ngày mai ném xuống biển cho cá mập ăn. Được. Dậy chưa vậy? Trời sáng rồi đấy. Có ngủ đâu mà dậy? Tên đó ngủ rồi. Chúng ta nghĩ cách trốn đi. Bị trói như cái bánh chưng thì chạy kiểu gì? Vậy thì cũng phải nghĩ cách chứ. Chẳng lẽ đời chết? Chào buổi sáng nha mọi người. Cả đêm qua tôi không ngủ, thức suốt đêm đọc tuyệt tác của anh. Tôi cũng hiểu sơ sơ về những gì anh viết. Không thể không thừa nhận rằng anh là một thiên tài. Tôi khâm phục. Có gì thì nói thẳng đi. Từ ghi chép của anh, ngoài việc nhìn thấy khoa học ra, tôi còn nhìn thấy tham vọng của anh. Đừng căng thẳng thế. Tôi thích điểm này nhất đấy. Có vài thứ không có can đảm và tham vọng thì sẽ chẳng thể làm gì được. Anh muốn, đúng thế. Hợp tác với tôi đi. Tạo ra thứ này, dù là thuốc hay là độc, tạo ra là được rồi. Sau khi xong việc, tôi sẽ không để anh chịu thiệt. Tôi phải suy nghĩ đã. Được đấy. Tôi chưa từng ép buộc ai. Anh xem, bên kia là biển. Nếu như anh không cho tôi một câu trả lời khiến tôi hài lòng, thì vào bụng cá mập hết đi. Dẫn đi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, tha cho tôi đi. Anh ơi, dạ thôi, đây là vợ tôi đấy. Đứng dậy, vợ mày. Đứng dậy, anh ơi. Nói nhảm gì chứ, tha cho tôi đi. Đi, đi, đi. Đi từ từ thôi. Đi. Cá sấu. Chạy mau. Bắn nó đi. Bắn mau. Chạy, chạy, chạy đi. Tách ra mà chạy. Tách ra mà chạy. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Chạy mau, nhanh lên, đừng chỉnh nữa, chạy mau, nhanh lên. Tách ra mà chạy. Chạy mau, chạy mau. Chạy đâu mất rồi. Đi, nhanh lên. Chạy mau. Nhanh lên. Nhớ đấy, lát nữa mà gặp quái vật, có cây thì leo lên cây. Leo lên cây có tác dụng gì không? Anh còn nói trắng muối sợ lửa cơ mà. Vợ tôi đâu rồi? Vừa chạy lạc đâu mất rồi. Đi mau. Vợ tôi đâu rồi? Đi mau. Leo lên cái cây kia. Nhanh lên. Nghiêng nghiêng. Trạch Hy. Nghiêng nghiêng. Em đang ở đâu?
mà kéo tụi giới. Giờ thì mày nhớ đến tao rồi hả? Lúc bọn mày tìm ra kho báu thì sao không nhớ đến tao? Anh có ý gì? Còn giả ngu à? Thỏi vàng trên người Bùi Phong ở đâu ra hả? Bọn mày muốn nuốt riêng. Trên đời này không có chuyện dễ dàng thế đâu. Cút đi. Cứu tụi giới. Em yêu ơi. Trạch Hy. Vợ ơi, em đang ở đâu? Trạch Hy. Em yêu ơi. Nghiêng nghiêng. Chồng ơi. Chồng. Em tủi thân quá. Được rồi đấy, đừng sến rỡ nữa. Đi mau. Khoan đã. Trễ rồi, trễ rồi. Thôi xong, thôi xong. Họ đi đợi cá rồi. Không cần biết là đã trễ hay đã xong. Giờ không phải là lúc đổ tài anh hùng. Đi mau. Đi đi đi. May mà không trèo lên cây. Tôi nói cho bà biết sau này tôi không tin lời anh nữa đâu. Tại tôi chắc. Anh phải chọn cây lớn chứ. Chọn cây nhỏ thì chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết à. Ông anh đừng manh động. Đi theo tao hay ở lại để cho cá sấu ăn thịt. Chọn một cái đi. Tôi đã nói rồi, không thể đụng vào thứ đó. Thế giới tự nhiên có quy luật của nó. Bất cứ hành vi nào làm trái lại đó cũng là tự tìm đến cái chết. Hơn nữa tuyệt đối không thể để mẫu thực vật lọt ra ngoài. Có tình tao giết mày ngay không hả? Ông anh, tha mạng đi. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau, không xong rồi, tôi không chạy nổi nữa. Nó đuổi kịp rồi kìa, chạy mau. Đợi tôi với, mau đến đây, nhanh, nhanh lên. Chồng tôi đâu rồi, tôi cũng không biết, chạy lạc mất rồi. Chồng ơi, chạy mau. Vợ. Vợ ơi. Vợ. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi, em sao rồi? Vợ ơi.
chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà cứ như một giấc mơ, khắc cốt ghi tâm. Sau khi chúng tôi giao xác con cá sấu này cho cảnh sát địa phương, họ đã tập hợp đội tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp cực lớn, tức tốc lên đảo hoang. Tôi tin rằng bí mật về sự mất tích của anh tôi sắp sửa được giải mã.